Em Huyền Giáp Phúc Sơn Cao Bằng chào tất cả các bác. Hôm nay lên video cho các bác là vào giữa trưa rồi, nên là nhà có gì thì dùng đấy luôn các bác nhé. Chúi họ em là cặp số 3, một em Curi rất là xinh. Từ cái lúc mà em lên cặp này thì các bác đã tương đối nhiều. Tuy nhiên là các bác đang muốn là nó vào vỏ cho dòng này đúng không ạ? Nên em sẽ ép vào vỏ cái dòng số 3 tiền tới đây cho các bác tham khảo, với những bác mà là mình đã đặt hàng các bác nhé. Còn đối với mẫu Tanto số 8 thì nói chung là quá là thông dụng rồi, ngày nào em sẽ có đơn đi mẫu đấy bởi vì các bác rất là ưa chuộng. Còn mẫu 1 thì là hệ dao găm, thì em còn mấy con nữa thôi, thì mình sẽ hết dòng cái dao găm vòng bi. Hôm nay vẫn để giá là 350 cả vỏ cho tất cả các bác nhé. Còn ngoài ra nếu các bác mà muốn đặt thêm mẫu dao găm với những cái mẫu mà trước đấy em đã ra cách đây khoảng mấy tháng ấy, thì mình rất là có một cái trào lưu, một cái xu thế dao găm rất là ác liệt. Và cái thời điểm mấy tháng trước thì em bán dao găm rất tốt luôn, nên là bác nào muốn đặt mẫu mỡ thì mình cứ báo bên xưởng thì mình vẫn tiếp tục rèn cho tất cả các bác. Còn đối với cặp số con số 9 ý, là hệ dao đi rừng, đi phượt, đi câu, nhưng nó là hệ dao găm sai nhỡ các bác nhá. Lưỡi của em này đã rơi vào 23 cm rồi, nên là các bác cầm đầm chắc tay. Thì bây giờ đi vào cụ thể từ em luôn với cái công năng của nó, thì mời các bác cùng xem với cái mức độ sử dụng như thế thì nó có phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình vào cái thời điểm hiện tại hay không. Đấy. Và trong cái quá trình lâu dài nữa, mình tính hiện tại và mình tính lâu dài xem là nó phù hợp với bản thân mình. Quan trọng là khi mình mang về dùng ấy, là nó xứng đáng với những gì mình bỏ ra, là cái thứ nhất, là dùng cho nó không bị tức các bạn. Dùng con hàng nó phải chất lượng, mà không chất lượng thì cái đồng tiền mình bỏ ra mình chưa nói là gì đâu. Cái quan bản là mình cứ bị tức trong lòng vì nó không hài lòng ấy. Đấy. Đây là một em dao găm lưỡi 12 các bác nhá, vòng bi. Nhám một mặt, hai mặt, nhám hai mặt cán, sử dụng dòng cán ốp này. Bé bé xinh xinh, nhỏ gọn cho tất cả các bác đi phượt, đi camping á. Các bác mà hay đi camping chẳng hạn, hoặc là mình đi câu cá ấy, thì các bác sử dụng những cái dòng mini này cho em thì bỏ được ba lô, túi sách cho bác đi phượt các bác nha. Dòng này thì là dòng vòng bi rồi, độ dày sống lưng là 5 ly. Với mức độ như vậy thì các bác chặn được gà vịt, làm cá được cho em, làm rau củ quả các bác nhá. Hôm nay đi cả vỏ cho tất cả các bác, vỏ da, dòng vỏ da, vỏ da sáp nâu của các bác ở trong Sài Gòn ạ. Đây, vỏ da sáp nâu như vậy là 350.000. Đấy, 350.000 một em dao dòng dao găm mini cả vỏ. Đây, còn con này là hoa hậu thân thiện và hoa hậu thông dụng, dễ dùng, lưỡi 13,5, độ dày sống lưng 5 ly, cán ốp chốt 3 đinh, có điểm khuyết điểm G trên dao, có dấu phúc sen HD của bên xưởng, rất là mềm mại, dấu này sẽ mềm mại hơn các bác nha. Đấy, con này vẫn là đi cả vỏ tất cả các bác là 350.000 một con thôi các bác nhá. Còn mấy em duy nhất thôi thì các bác cố gắng mình lựa chọn giúp em. Còn đến con này thì nó sẽ dài hơn một chút. Con này lưỡi giờ 14,5 rồi các bác nhá. Độ dày sống 5 ly. Con này đã có độ dài hơn, độ rộng hơn và độ nhích hơn rồi, nên là cái mục đích sử dụng mình sẽ cao hơn. Đoạn này thì các bác đào hố vót trông được cho em rất là gọn. Đặc biệt các bác đi câu ấy, thì chỗ này các bác đào hố, đi camping thì các bác mổ lọc, làm gà, thường thường các bác làm gà này. Hoặc nhiều bác mà mình đi hay kiểu đi phượt, đi vào dã ngoại ấy, nhiều bác rất là thích chơi hệ nặng thì mình cứ sử dụng cái carton to hơn lên cho em. Và ví dụ như mẫu số 9 tiếp theo em sẽ giới thiệu đây, thì con này cũng là 350.000 cả vỏ, đi hàng cả vỏ các bác nhá. Còn không vỏ là 250 ạ. Đây. Còn đối với mẫu số 2, mã số 2 sẽ lên cho tất cả các bác những cái em dao nặng hơn một chút. Với các bác nào mà mình đi phượt, đi camping, đi picnic, đi núi chẳng hạn, mình thường xuyên mình đi núi và mình cần một con nhỏ gọn chẳng hạn, thì con này cũng sẽ là một sự lựa chọn cho tất cả các bác. Ở đuôi thì có bọc đồng, thành ra là khi mà các bác có gõ đuôi dao như vậy thì nó cũng không ảnh hưởng đến cái phần gỗ của mình khi mình sử dụng các bác nha. Cán là cán gỗ mun, có lá chắn đồng. Cán là cán tiện này, gỗ mun này, chốt đinh đồng này, lưỡi 21, bản rộng 4, độ dày sống lưng 5 ly, tầm chặt chân giò. À em xin lỗi ạ, tầm chặt xương sườn, gà, vịt là trong tầm tay cho tất cả các bác. Đặc biệt chặt cây củi to thì thoải mái vô tư các bác nhá. Các bác chặt cây củi thì yên tâm thôi ạ. Con này cũng sẽ là đi cả vỏ. Em này lưỡi không là 420.000 một em các bác nhá. 420. Sẽ đi cả vỏ như vậy cho tất cả các bác. Cái vỏ là thêm 150.000 nữa các bác nhá. Vỏ thì là do các bác trong Sài Gòn các bác làm. Đây.
Em ấn không đúng cái khớp của nó rồi các bạn. Mọi em vỏ cả vỏ như vậy. Vỏ là 1.50. Còn lưỡi dao là 4.20. Đây em qua mẫu luôn. Ngoài ra thì bác nào mà mình muốn kiểu hơi phong cách một chút thì mình có thể sử dụng em này. Em này thì lưỡi cũng 21, độ dày sống lưng là 4 ly. Thì mức độ gà vịt hay làm cá thì em này đều đảm bảo được cho tất cả các bác khi mình sử dụng rồi. Em này thì mình em có cái dòng vỏ đa năng. Nếu mà bác nào mà mình lựa chọn cái dòng vỏ ấy, em không có dòng vỏ hợp với cán đâu. Nói chung là vỏ để chuẩn với cái con hàng thì em không có đâu. Nhưng em có một dòng vỏ đa năng phù hợp với tất cả mọi cái lon hàng. Tại vì em chia sẻ nhiều rồi, hàng em thì gửi vào tận Sài Gòn để mới làm được vỏ. Thì căn bản là các bác muốn bảo vệ được con dao thì các bác sử dụng một cái vỏ đa năng như vậy thì cũng được. Cái vỏ này thì 150.000 thôi. Thì em cũng phải sử dụng vỏ đa năng bởi mình quá là nhiều mẫu, thành ra không phải mẫu nào mình cũng làm vỏ được. Cái đấy mình bất tiện cho mình miễn tận Cao Bằng cơ mà. Đấy, con này báo giá tất cả bác là 320.000 một em. Em có hai em, mẫu số 2. Tiếp theo mời các bác chuyển đến những cái hàng dòng dài hơn. Dòng dài hơn đi các bác nhá. Dòng dài hơn thì các bác mục đích sử dụng sẽ được cao hơn, thuận tiện hơn. Đối với mẫu số 5 là hàng dao mèo đi rừng, chiên dao mèo đi rừng các bác nhá. Số 3 là curry đi rừng. Cái dòng curry rừng này hôm nọ em đã lên cho tất cả bác rồi, một số bác rất là ưng. Và mình có đặt thêm cái vỏ cho lưỡi dao. Thì bác nào ưng con này thì cũng thoải mái. Các con curry này có độ cong nhất định này, lưỡi 30. Lưỡi 30 các bác nhé, lưỡi 30 này. Có những cái độ cong nhất định, đoạn chặt đoạn này cho em. Đấy, có điểm khuyết, điểm g. Đấy, cán là sử dụng cán giọt lệ. Đấy, cán này rất là xinh các bác nhá. Mình cầm như vậy thôi. Đoạn bo này thì đầm tay, nó có cái g tạo cái sự chắc chắn khi mình sử dụng này. Con curry thì chặt cây củi thì không phải bàn các bác nha. Chặt cây củi thì quá ngon lành đối với dòng con curry rồi. Đấy, mỗi em curry như vậy sẽ để giá tất cả bác là 460.000 một em các bác nhé. 460.000 một em, hai em. Bác nào muốn thêm vỏ thì báo em. Đây ạ, em này. Em này thì cán là áo ốp này, cũng hệ curry này, cán ốp hai tầng màu này. Cán là ốp hết các bác nhé. Đấy, có những điểm G này. Cái ưu điểm của nó là có những điểm G, ốp hết có lỗ xỏ dây cho tất cả các bác này. Đấy, em này là 360.000. 360 các bác nha. Một em duy nhất thôi ạ. Một em duy nhất 360. Còn em này thì là sẽ có bọc đồng. Em này sẽ cán là cán bọc đồng, lưỡi thì tương tự lỗ xỏ dây ở đây. Bọc đồng, cán thì cũng là cán ốp hết các bác nhá, cán ốp hết như này. Cán là bọc đồng như này, rất là đầm tay. Đầm tay và cái giá trị con hàng nó sẽ cao hơn một chút. Nói chung nó cái dòng bọc đồng thì nó sẽ nhích hơn. Con này là 420.000. Đấy. Đi đến những cái dòng dao mèo bình thường các bác nhá. Mèo bình thường đây, mèo số 5, một em nhám 228 và một em bản thường 28. Mình sẽ có hai em như vậy, một em nhám và một em bản thường. Con này là cán lệ này, báo giá cả bác là 380.000. Còn em này thì là cán thường này. Cán thường dòng cán lệ này 330 các bác nhá. Con này có chắn này, con này không chắn này, nhám 380, không nhám không chắn 330. Lưỡi 28. Còn cặp tiếp theo em sẽ lên cho các bác là cặp số 6 thì là nó sẽ là lưỡi 30. Còn đối với cái dòng dao mèo thì cái độ thông dụng của nó quá là cao. Các bác sử dụng trong gia đình hay nhà bếp thì đều rất là ổn áp cho tất cả các bác mình dùng. Vừa đi đường được, vừa sử dụng trong gia đình được. Con này thì có hai cán này. Lưỡi đều là lưỡi 30 và độ dày sống lưng dao bao giờ cũng là 6 ly. 6 ly thì các bác chặt vừa được. Nó không quá đầm tay khi mình sử dụng lâu dài. Nó không bị nặng tay quá khi các bác sử dụng lâu dài, mà nó vẫn đảm bảo được chặt nặng cho tất cả các bác. Không để các bác mà đi rừng mình cầm lâu quá thì cũng nặng, mà chặt lâu quá thì cũng mỏi. Khoảng chục nhát thì không sao, chặt đến khoảng trăm nhát thì rất là mỏi tay. Nhưng mà con hàng mình không cần nhất thiết phải quá nặng. Đến khoảng 8 ly hay là 9 ly hay 1 cm thì thực sự nó rất nặng các bác ạ. Đấy. Một em là cán vỏ vót đốt trúc này, có lỗ này. Một em là cán lệ có lỗ này. Hai em này đồng giá 390 các bác nhá. 390 một em. Đấy.
390. Còn đến em số 7 và em số 8, cái dòng Parang đi rừng thì các bác không có một điểm nào để chê rồi. Vừa đi rừng được mà vừa sử dụng trong nhà bếp được. Con Parang đa năng nhất, mà con hàng đa năng nhất và em bán được nhiều nhất là dòng Parang này các bác nhá. Đa năng. Cái nó sử dụng được rất là cao ấy. Đấy, có nghĩa là cái độ tiện dụng của nó, cơ động của nó rất cao luôn. Vừa sử dụng trong nhà bếp được, vừa đi rừng đi câu được, đi picnic, đi dã ngoại, hay các bác mà chuyên đi rừng á, mình sử dụng con này cho em. Mà mình sử dụng trong nhà bếp thì vẫn được. Chặt xương sườn, thủ lợn, được các nha. Con này là 395.000. Còn em Tanto, Tanto quốc dân của em mà ngày nào em cũng sẽ gửi hàng. Có con này. Giống như là mấy tháng trước là ngày nào em cũng toàn gửi hàng rau găm đấy. Đấy, thì là hôm nay sẽ là dòng này lên ngôi. Hôm nào cũng được gửi, 350.000 một em các bác nhá. Dễ dùng mà nó cũng đẹp. Đây. Dễ dùng mà cũng đẹp. Còn tiếp theo là đến dòng dao đi phượt, đi câu, đi rừng, mà nó là hệ gọi là găm cớ nhỡ các bác nhá. Găm cớ nhỡ đi. Con này thì là lưỡi 21, độ dày sống lưng em này là 5 ly. Đấy, có những điểm vát tạo điểm nhấn này, có cái điểm G, các bác chú ý hộ em có cái điểm G chắn dây. Đấy, cán là cán ốp này, lỗ sỏ dây này, ốp đồng này, lưỡi 23 này. Đấy, một con hàng như vậy. Con này cũng là 420 và mình sẽ có vỏ da. Con này sẽ hơi hợp với cái dòng vỏ da này hơn này. Con này nó sẽ hợp với cái dòng vỏ da này hơn các bác nha. Vừa phải đối với cái dòng vỏ da này luôn đấy. Đấy. Nó sẽ vừa với cái dòng vỏ gian luôn. Tổng con này chỉ là 570.000 thôi các bác nha. Cả vỏ cả dao là 570.000 như vậy. Đấy. Thì các bác ưng con nào thì mình báo giá em con đấy để để em gửi hàng cho, để các bác sử dụng này, trải nghiệm cùng em này. Đấy, video của em hôm nay cũng đến đây thôi. Còn hàng của em ấy thì mình đang xả hàng dần cho tất cả các bác, vì cũng đang mùa gặt thì đôi khi là thợ cũng nghỉ một vài ngày để mình hoàn thành cái mùa vụ của mình ấy các bác ạ. Đấy, các bác thông cảm, đợi hàng giúp em các bác nhé. Còn hàng, những hàng hôm nay em lên ấy thì đều có sẵn, các bác đặt trong hôm nay là mình sẽ gửi đi trong hôm nay hoặc ngày mai luôn, thì các bác sẽ nhận được hàng sớm thôi các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những cái video lần sau. Cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Số điện thoại Zalo của em là 0347 753 780 các bác nhé.